Hello chào mọi người, đây là cái chuyến nghỉ lễ ngày 2 tháng 9. Hôm nay mình mới có mỗi thời gian để làm vlog cho mọi người xem nhé. Thì trước khi tụi mình đi thì có ghé Quý Sinh Kỳ ở gần nhà để mua một số đồ. Nói thiệt là chưa kịp mua dép luôn các bạn, gấp quá. Thì đây tụi mình đã trải nghiệm được cái đường cao tốc đi Phan Thiết rất đẹp luôn, rất là thích, nhanh lắm. Những cái điều đặc biệt mình nhớ nó nhất trong cái chuyến đi này là cái trạm dừng chân từ đi ra Phan Thiết. Mọi người ở đây nó có một cái trạm dừng chân thì cực kỳ sạch sẽ. Đây cái đôi dép 39k đi tung hoành khắp ngày lễ và thêm một cái chai lock and lock. Lý do tại sao mua cái chai này thì lát nữa các bạn sẽ biết nha. Mình rất là yêu môi trường các bạn, mình muốn là hạn chế cái ly mũ nó, thì là mình mua cái đó. Rồi đây đây mình ăn ở trạm dừng chân ha, cũng được, ăn cũng được các bạn, giá ok, hình như 7 cái cành một tô. Đây rất nhiều xe hơi và đa số cũng có khá nhiều cặp đôi giống như vợ chồng mình đi. Lần này mình đi mình không có bé theo, tại bé đang bị bệnh nên không theo được. Rồi đây là cái quầy giảm dừng chân nha, rất cực kỳ là mình nghĩ là rất là đạt tiêu chuẩn luôn á. Mọi người đi Phan Thiết có thể ghé. Rồi bắt đầu đi, đến ngày trời mưa lâm râm, hai vợ chồng cùng một chiếc xe. Thật sự là tụi mình không có kế hoạch gì luôn đến cái ngày cuối cùng của nghỉ lễ, tại vì dạy học cứ suốt vậy đó rồi không có biết ngày tháng các bạn, nên là lúc ông xã mình bảo thôi em đi đi chứ không có dịp nào để đi, thế là mình lên Agoda mình tìm một cái khách sạn resort gì đấy. Nhưng thật sự là may mắn thì còn một cái khách sạn còn phòng khách sạn đó mình đã biết qua bạn bè đó. Lát nữa các bạn sẽ thấy mình không hiểu là ủa Hồ Tràm hết phòng nhưng mà Phan Thiết thì khách sạn còn phòng. Các bạn có biết lý do tại sao không? Đây khách sạn đây, tại vì khách sạn này có tới 1180 phòng rồi các bạn. Nó rất là rộng luôn, đi tất cả đi bằng xe điện và ở trong từng căn nhà như này. Nó lúc mình book là tầm 3 triệu, lễ mà 3 triệu phòng thì mình nghĩ giá này hợp lý, không có phải là quá mắc, chứ ở Hồ Tràm thì mắc hơn nhiều quá. Nhưng mà đều có cái điều là nó rộng quá nên đi đâu cũng hơi bất tiện các bạn. Hình như nó cũng một cái tập đoàn trên thế giới đó, mình không biết là công ty nào đâu. Đây thiết kế rất đẹp, mình cực kỳ thích cái kiểu thiết kế này luôn. Nhưng mà có một điều là mình cảm giác là nó không có được ở như bên Meliá Hồ Tràm, tại vì chắc là nó rộng quá, mình cảm giác nó không được ấm áp như bên đó hả? Tức là cái đây, điều đáng buồn là khi ra bãi biển thì thấy toàn rác như thế này nè các bạn. Lý do tại sao mình muốn hạn chế ly nhựa là như thế này. Mọi người nói là bình thường biển rất là đẹp luôn á, biển trong vắt, trong xanh, biển Phan Thiết, nhưng mà cái đợt mình ra chắc là do bão quá, tiếc ghê. Đây khách sạn mình ở tên là gì đây, Centra Mirage ha. Thật sự là ở đây mình thích nhất là cái hồ bơi á. Đây nó có rất là nhiều tầng hồ bơi ha, hồ bơi ở đây là trên cùng và nó đi dãy. Cái đẹp nhất là cái thiết kế hồ bơi, các bé đi rất là phù hợp. Thật sự là cái resort này các bạn lễ tân bảo là thiết kế cho gia đình á, cho các gia đình có bé, rất nhiều tiện ích cho bé các bạn. Nó có rất nhiều khu cho bé về hồ bơi, rồi tiện ích cho bé rất là nhiều, cho nên là đi rất thích hợp cho bé ha. Cặp đôi thì vô đây nó hơi trớt quẻ xíu. Sau đó tụi mình đi ăn sáng, đi ăn tối ở ngoài, không có chụp hình lại, nhưng mà thật sự đồ ăn ở đây nó nhiều lắm mọi người, nó hại người ăn không hết. Rồi cái đây là cái toilet của cái chỗ khách sạn. Rồi cái khu này là nhìn ra ngoài ha, từ cái cổng khách sạn nhìn ra đó. Đây là vào buổi sáng ngày hôm sau, đây là khuôn viên cái phòng tụi mình ở ha. Buổi sáng ngày hôm sau tụi mình đi ăn sáng, sau đó là check out đi ra về. Ăn sáng thì không có quay lại rồi. Thật sự là bữa ăn sáng mình thấy là khách sạn chưa có đủ nhân lực. Có lẽ là tụi mình đi ngày lễ đó, thì cái khâu sắp xếp nó rất là rối ren. Hầu như khách không có bàn ngồi luôn, và không có ai để mà sắp xếp, thì cái này là cái điểm trừ. Nhưng mà được cái phong cảnh đẹp không? Lúc này tụi mình đang ở trên một cái giống như là ngọn hải đăng đó các bạn, ngọn hải đăng đó, ngắm
chung thì khách sạn này mình không có quá là recommend mọi người đi, nhưng mà nếu mà vào ngày lễ Tết mọi người cảm thấy là gấp gáp có không có phòng, mình chắc chắn book ở chỗ này có, bởi vì nó 1,000+ phòng đúng không. Nhưng mà được cái là bé đi được đây, chuẩn bị check out đi về, cái lúc này là phải đợi chắc cả tiếng đồng hồ. Tức là mình được cái hay cái là có cái app riêng cho khách sạn này, cần dịp lên app book ha, kiểm tra khách sạn tất cả. Nói chung cái trải nghiệm nó không có được ok lắm, nhưng mà tại vì lễ mà